Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentino Matvienko. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Liên bang Nga ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Mong muốn Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai nước và nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga. Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga nói riêng, Quốc hội Liên bang Nga nói chung thời gian qua phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Nga đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và các vị lãnh đạo Nga, trong đó có cá nhân Chủ tịch Valentina Matvienko, đưa nước Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ, vị thế không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Valentina Matvienko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang Nga sẽ nỗ lực làm hết sức mình để thúc đẩy hợp tác song phương. Nga là nước đầu tiên nghiên cứu và sản xuất được vaccine phòng COVID-19 có độ an toàn và hiệu quả cao. Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam và Liên bang Nga cũng đang tích cực đàm phán về việc cung ứng nguồn vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Valentina Matvienko cho biết, Liên bang Nga đang xem xét việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine Sputnik V trên lãnh thổ Việt Nam.